tiến qua phía lầu chuông, thỉnh 9 tiếng chuông. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Minh, đại diện đoàn tiến qua phía lầu Khánh, thỉnh 9 tiếng Khánh ạ. Ông đứng sát vào một tí nữa. Ông bắt đầu thỉnh chưa ạ? Mạnh tay ông nhé. Mời đoàn ổn định. Kính thưa anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đoàn gia đình ông Nguyễn Văn Bao, trung xã Sóc Sơn, Hà Nội, do ông Đỗ Văn Thành làm trưởng đoàn, cùng toàn đoàn chúng con thành kính về di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ ở và làm việc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1946-1954, tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của toàn
toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, chúng con ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng, tình thương của người đối với đồng bào, đồng chí, bao la không bờ bến, lòng kính yêu của toàn đảng, toàn dân ta đối với người là vô hạn. Hôm nay, ngày 13 tháng 3 năm 2023, tức ngày 22 tháng 2 năm Quý Mão, tại nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đỉnh Đèo Xê, xã Vũ Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đoàn chúng con xin được kính cẩn dâng lễ, thắp nén tâm hương, bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng con xin nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của người, cầu cho đất nước phồn vinh, nhân dân được ấm no hạnh phúc. Cầu chúc ông Đỗ Văn Thành cùng các thành viên trong đoàn và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, người hiền linh, phù hộ, độ trì, ban an bình và thịnh vượng. Và sau đây thì tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin trân trọng kính mời đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Chương trình dân hương của đoàn đến đây là kết thúc ạ.